Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 4. Các em mở sách và bài tập của môn Toán lớp 4, bài 90, phần luyện tập trung. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Trong các số 676, 984, 6705, 2050, 3327 và 57.663. Thì câu A người ta yêu cầu chúng ta làm như sau. Các số chia hết cho 2 là. Thì chúng ta đã học ở bài dấu hiệu chia hết cho 2. Các số chia hết cho 2 là các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc 8. Như vậy, các số chia hết cho 2 là các số chẵn. Thì ở đây chúng ta quan sát các số mà bài toán đưa ra. Chúng ta thấy số thứ nhất là số 676. Số này có chữ số tận cùng là 6, cho nên số này chia hết cho 2. Tiếp tục, số thứ hai là 984. Số này có chữ số tận cùng là chữ số 4, cho nên số này cũng chia hết cho 2. Tiếp tục, số 6705, số này là số lẻ, cho nên số này không chia hết cho 2. Tiếp theo, chúng ta có số 2050. 2050 là số có chữ số cuối cùng là chữ số 0, cho nên số này cũng chia hết cho 2. Và còn lại là số 3327 và 57.663. Hai số này đều là hai số lẻ, cho nên hai số này cũng không chia hết cho 2. Cho nên chúng ta sẽ có các số chia hết cho 2 là. Đầu tiên là số 676. Tiếp theo là số 984. Tiếp tục chúng ta có số 2050. Như vậy chúng ta có tất cả là 3 số chia hết cho 2 trong các số mà bài toán đưa ra. Tiếp theo, chúng ta làm câu B. Các số chia hết cho 5 là. Thì chúng ta cũng đã học về dấu hiệu chia hết cho 5. Các số chia hết cho 5 là các số có chữ số cuối cùng là 0 hoặc 5. Như vậy, quan sát các số trên mà bài toán đưa ra, chúng ta thấy các số có chữ số cuối cùng là 0 hoặc 5 là số thứ nhất là 6705 và số thứ hai là 2050. Như vậy chúng ta có tất cả hai số chia hết cho 5. Số thứ nhất là 6705. Số thứ hai là 2050. Tiếp theo, chúng ta làm câu C. Các số chia hết cho 3 là. Chúng ta biết các số chia hết cho 3 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải tìm tổng các chữ số của từng số 1 trong các số trên. Đầu tiên chúng ta có số 676. 676 có tổng các chữ số là 6 cộng 7 cộng 6 và bằng 19. Tiếp theo chúng ta có số 984 có tổng các chữ số là 9 cộng 8 cộng 4. 9 cộng 8 cộng 4 bằng 21. Tiếp tục chúng ta có số 6705. 6705 có tổng các chữ số là 6 cộng 7 cộng 0 cộng 5 và bằng 18. Tiếp tục chúng ta có số 2050. 2050 có tổng các chữ số là 2 cộng 0 cộng 5 cộng 0 và bằng 7. Tiếp tục chúng ta có số 3327.
3327 có tổng các chữ số là 3 cộng 3 cộng 2 cộng 7 và bằng 15. Tiếp tục, chúng ta có số cuối cùng là số 57.663. 57.663 có tổng các chữ số là 5 cộng 7 cộng 6 cộng 6 cộng 3 và bằng 27. Như vậy, để tìm các số chia hết cho 3, chúng ta phải tìm các số có tổng các chữ số chia hết cho 3. Thì đầu tiên, số thứ nhất là 676 có tổng các chữ số là 19, 19 không chia hết cho 3. Tiếp theo là số 984. 984 có tổng các chữ số là 21, 21 chia cho 3 bằng 7. Cho nên các số chia hết cho 3 là số đầu tiên là số 984. Tiếp tục, chúng ta có số 6705. 6705 có tổng các chữ số là 18. 18 chia cho 3 bằng 6. Cho nên số 6705 chia hết cho 3. Tiếp tục, chúng ta có số 2050 có tổng các chữ số là 7. 7 không chia hết cho 3, cho nên số này cũng không chia hết cho 3. Tiếp tục, chúng ta có số 3327 có tổng các chữ số là 15. 15 chia cho 3 bằng 5, cho nên số này chia hết cho 3. Số tiếp theo sẽ là số 3327. Cuối cùng là số 57.663 có tổng các chữ số là 27. 27 chia cho 3 bằng 9, cho nên số này là số chia hết cho 3. 57.663. Như vậy, chúng ta tìm được 4 số chia hết cho 3. Tiếp theo, chúng ta làm câu D. Các số chia hết cho 9 là, thì các số chia hết cho 9 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9. Thì ở đây, chúng ta có số 6705 có tổng các chữ số là 18. 18 chia cho 9 bằng 2, cho nên số 6705 chia hết cho 9. Tiếp tục, chúng ta có số 57.663 có tổng các chữ số là 27. 27 chia cho 9 bằng 3, cho nên số 57.663 chia hết cho 9. Như vậy, chúng ta tìm được 2 số chia hết cho 9. Tiếp theo, chúng ta làm bài 2. Trong các số 48.432, 64.620, 3.560 và 81.587. Câu A. Các số chia hết cho cả 2 và 5 nào? Thì chúng ta biết các số chia hết cho 2 là các số có chữ số cuối cùng là 0 hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8, tức là các số chẵn. Thì các số chia hết cho 5 là các số có chữ số cuối cùng là 0 hoặc 5. Thì ở đây chúng ta có chữ số cuối cùng là 0, lại là các số chẵn. Cho nên các số chia hết cho cả 2 và 5 là các số có chữ số cuối cùng là chữ số 0. Như vậy, trong các số trên, số nào có chữ số cuối cùng là chữ số 0 thì số đó chia hết cho cả 2 và 5. Thì quan sát các số trên, chúng ta sẽ tìm được số đầu tiên là số 64.620. 64.620. Số thứ nhất, số thứ hai là 3.560. 3.560. Thì đây là hai số có chữ số cuối cùng là chữ số 0. Cho nên hai số này chia hết cho cả 2 và 5.
Tiếp theo chúng ta làm câu B. Các số chia hết cho cả 3 và 2 là. Thì các số chia hết cho số 3 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3. Các số chia hết cho 2 là các số có chữ số cuối cùng là 0, 2, 4 hoặc 6 hoặc 8. Như vậy, để tìm các số chia hết cho cả 3 và 2, chúng ta phải tìm các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 và số đó phải là số chẵn. Thì đầu tiên, chúng ta phải đi tính tổng các chữ số của từng số 1. Số đầu tiên là số 48.432. 48.432. Thì ở đây, số này có tổng các chữ số là 4 cộng 8 cộng 4 cộng 3 cộng 2. Thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 21. Tiếp tục, chúng ta có số 64.620. Số này có tổng các chữ số là 6 cộng 4 cộng 6 cộng 2 cộng 0. Thì 6 cộng 4 cộng 6 cộng 2 cộng 0 sẽ bằng 18. Tiếp tục, chúng ta có số 3.560. 3.560 có tổng các chữ số là 3 cộng 5 cộng 6 cộng 0. Thì 3 cộng 5 cộng 6 cộng 0 sẽ bằng 14. Tiếp tục, chúng ta có số 81.587. 81.587. Thì 81.587 có tổng các chữ số là 29. Thì trong các số trên, chúng ta phải tìm ra số chia hết cho cả 3 và 2 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3 và là số chẵn. Thì ở đây, số 81.587, số này là số lẻ cho nên chúng ta không quan tâm. Còn lại 3 số là 3 số chẵn. Thì 3 số còn lại, đầu tiên là số 48.432 có tổng các chữ số là 21. 21 chia cho 3 bằng 7. Cho nên số này là số chia hết cho 3 và số này là số chẵn cho nên nó cũng chia hết cho 2. Vì vậy, số đầu tiên mà chúng ta tìm được là số 48.432. Tiếp theo, chúng ta có số 64.620. Số này là số chẵn và có tổng các chữ số là 18. 18 chia cho 3 bằng 6, cho nên số này chia hết cho cả 3 và 2. Số thứ hai là số 64.620. 64.620. Còn lại là số 3.560. Số này là số chẵn, chia hết cho 2. Nhưng tổng các chữ số của nó là 14. 14 không chia hết cho 3. Cho nên số này chia hết cho 2 nhưng không chia cho 3. Vì vậy số này là số mà chúng ta không tìm. Tiếp theo chúng ta làm câu C. Số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là. Thì ở câu A, chúng ta tìm được các số chia hết cho cả 2 và 5. Câu B, chúng ta tìm được các số chia hết cho cả 3 và 2. Thì trong 4 số mà chúng ta tìm được ở câu A và câu B, chúng ta sẽ tìm ra một số chung mà câu A cũng có, câu B cũng có. Thì số chung đó là số 64.620. 64.620. Số này là số chia hết cho cả 2 và 5 và 3. Việc còn lại của chúng ta là sẽ kiểm tra số này có chia hết cho 9 hay không. Thì 64.620 có tổng các chữ số là 18. 18 chia cho 9 bằng 2 cho nên số này cũng chia hết cho 9. Vì vậy, số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 sẽ là số 64.620.
Thì bài 90 này nó hơi dài một chút cho nên là tôi sẽ chia làm hai video để cho các em dễ dàng theo dõi. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo.